Trời ơi, chúc mừng thầy nha. Kỳ này thầy dẫn con đi chơi được rồi. Thông tin còn nhạy hơn nhà báo nữa ha. Có vụ gì vậy? Trường mình có suất tham gia chạy hè cho con em của giáo viên. Ai có tên trong danh sách đó thì được dắt con theo tham gia và nhà trường sẽ tài trợ hết. Cô hiệu trưởng đợt này cho thầy tại lớp mình á. Đỉnh quá vậy. Lớp mấy người nhộn nhịp quá ha. Dạ Corona, nghe nói đợt này cô hiệu trưởng cho thầy dắt con đi chạy hè phải không? Dạ đúng rồi, nhường cho tôi đi. Ủa mắc gì vậy cô? Thầy nói với cô hiệu trưởng là thầy không muốn đi, nhường slot cho tôi đi. Nhưng tôi muốn đi mà. Thì thầy nói vậy cũng có sao đâu. Mà tự nhiên con tôi nó muốn đi, tôi cũng hứa là dắt nó đi rồi. Ai mà ngờ người được chọn là thầy đâu. Nhưng mà vậy đâu có được, tôi cũng nói với con tôi rồi. Thầy giúp tôi đi, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa landmark. Bình thường tôi sao cũng được, nhưng mà đợt này là sinh nhật con tôi. Sao thầy sống cái gì thầy cũng biết mà không biết điều vậy. Tôi nói rồi, nó quyết định vậy đi, tôi đi trước à. Sao mà như ăn cướp vậy trời. Nè em kia, nói gì đó hả? Cô ơi, cô hiệu trưởng đã kêu thầy Tèo đi rồi. Con cô không được đi là do cô, chứ sao cô bắt thầy Tèo nhường cô được. Thầy Tèo, thầy dạy học trò như vậy đó hả? Thầy Tèo dạy tốt lắm, tại cô vô kiếm chuyện lớp em thì có. Nè nè nè, mấy em đừng có ý đâu mà ăn hiếp tôi. Nhưng con thầy Tèo không đi không được đâu cô. Con thầy Tèo chứ có phải con cô hiệu trưởng nó mà không đi không được. Thì đúng là vậy mà. Hả? Thì đúng là con có hai người mà. Em lỡ nói rồi. Nhưng mà cô nói cũng đúng, tôi nhường cô cũng được. Cô trả tiền vé máy bay với khách sạn cho tôi đi, coi như là tôi bán rẻ cho cô. Thôi nghĩ đi. Này em nói rõ ràng cho tôi, ở đâu em có số tiền này? Nói cho em tiền quỹ lớp chắc luôn á cô, vừa đúng bằng tiền quỹ lớp luôn. Tao cho em hồi nào, sao mày không nhìn lại mày đi rồi nói tao? Vậy mày giải thích với cô đi, tiền của mày ở đâu ra? Tao đã nói rồi mà, cái đó là tiền tiêu vặt của tao. Tiền tiêu vặt của em còn nhiều hơn lương tháng này của cô nữa. Em ngồi đó để tôi gọi điện cho mẹ em á, coi em có tiền tiêu vặt không nha. Ơ cô, đúng rồi đó cô, cho nó biết thế nào là lễ hội. Dạ chị, tôi cũng nắm tình hình rồi. Dạ nhân chi sơ tính bổn thiện, tôi nghĩ là em nị nhất thời bồng bột thôi. Em còn nói nữa, làm gì có tiền tiêu vặt nào? Đó cô, em nói rồi nị cho buổi lớp đó cô. Tao đã nói không có mà. Tiền đó là em tự kiếm thiệt đó cô. Thôi 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 em đừng có lương lẹo nữa. Tôi nói cho em biết, bây giờ tôi lên tôi nhờ thầy hiệu trưởng check cam cái làm hết chối cãi liền. Ủa cô, lớp mình có cam hả? Có mà, thầy hiệu trưởng mới lắp á. Em thấy thôi, đừng có phiền thầy hiệu trưởng mà cô. Hả gì, đang kiếm tôi hả? Là sao đây, sao cái lớp cô không học hả? Ồn như cái chợ vậy. Đây nè thầy, học sinh gương mẫu của thầy cho em tiền quỹ lớp á thầy. Cái gì? Có làm không? Nị đâu có cần phải làm vậy. Thiệt luôn á, em không có ý gì đâu. Nhưng mà thầy ơi, thầy còn non và xanh lắm. Tại thầy hết á, em mới nói là em không có lấy tiền của đâu. Thầy cứ kêu em cầm đi. Ăn nói với hiệu trưởng kiểu gì vậy? Ờ, không biết tôn trọng hiệu trưởng vậy giờ. Đừng ỉ học được tí xíu rồi lên giọng nha. Ờ, không có đâu. Hôm bữa là nị nó lấy giải quán quân đường đỉnh Ai Kiều như cô Thánh đó. Rồi tổng giải thưởng là 10 củ. Rồi kêu là thôi à, quyên cho hội khuyến học của trường đi. Mà ngặt nói thì trường mình giàu quá đi. Cho nên tôi kêu là thôi đem về làm tiền tiêu vặt đi. Thôi thầy ơi, hỏi binh nị đi. Cuộc thi đó em cũng tham gia, em có được cái gì đâu. Em giải nhất từ dưới điểm lên, có cái nịch á. Nhưng mà hồi nãy có mỗi bạn nị trong lớp. Cả lớp ra chơi vô thì không thấy quỷ lớp nữa. Rồi có mấy tí rồi thôi, để tôi check cam cho. Ủa ai để quỷ lớp ở đây vậy? Trời ơi, còn Nguyên là thầy. Trời tâm linh quá thầy ha. Chắc thầy cô không nghĩ là em lấy đâu ha. Mời vui nè tôi. Tiết tự học nên là mấy anh chị không thèm học luôn đúng không? Học cho mấy anh chị hay là học cho tôi? Nhìn tôi làm gì? Nhìn sách mà học bài đi chứ. Đấy, mày đang chơi điện thoại hả? Cho tôi mượn chơi xíu đi. Không bé ơi, có phải của tao đâu mà cho mày mượn chơi. Cô, bạn nị chơi điện thoại trong lớp. Tôi nói như nước đổ lá môn đúng không? Đưa đây. Cô, điện thoại này không phải của em đâu cô. Ai mà thèm khe là của ai? Chơi điện thoại trong lớp là tịch thu đúng không cô? Cuối kỳ tôi mới trả lại. Ủa cô, tịch thu điện thoại sao trả lại được cô? Chứ không trả lại làm gì? Đập luôn cô. Để làm gương cho các bạn chứ cô. Mày có hơi ô về không nè? Cái điện thoại đó mắc lắm, mẹ nó la nó gọi sao? Giờ mới biết sợ hả? Sao mới đầu không nói gì đi? Nè nói cũng có lý, phải làm gương cho các bạn khác. Cô đưa đây em làm cho. Ê, cô thấy em có quá nhanh quá nguy hiểm không? Ờ, Corona, cho tôi xin 2 phút của lớp cô nha. Ừ, dạ có gì không thầy? Ờ, cho thầy hỏi Jennifer Nguyễn của lớp này là ai? Dạ em à thầy. Ờ, điện thoại thầy đâu, em mới nhắn tin kêu là em giữ điện thoại của thầy mà. Ờ, lẹ đi, thầy còn đi họp nữa, trong đó có tài liệu quan trọng lắm. Ừ, dạ điện thoại của thầy bạn Na đập rồi thầy. Cái gì? Ờ, thầy, cô Corona kêu em làm á thầy. Em
ngày mai không cần đi học nữa. Còn cô, dạ thầy, thầy nghe tôi tự bào chữa cho mình được không thầy?